từng bị chỉ trích cưới vì tiền, cuộc sống MC Thanh Bạch và vợ hiện tại như thế nào? Nguyên tắc kín tiếng về đời tư khiến chuyện tình cảm của MC Thanh Bạch luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Nếu nhắc đến một trong những đám cưới độc và lạ, nhiều người sẽ nhớ ngay tới hôn lễ của MC Thanh Bạch và bà Thúy Nga. Thế nhưng đến nay, mối quan hệ của cặp đôi này vẫn là một ẩn số với nhiều người. Vào cuối năm 2015, tin đồn MC Thanh Bạch cưới vợ lần hai gây xôn xao dư luận. Bởi người vợ mới của Thanh Bạch không ai khác, đó chính là nữ đại gia Thúy Nga. Người phụ nữ này được biết đến là bà Trùm Thúy Nga. Đáp trả lại tin đồn, Thanh Bạch cho biết đó chỉ là một đám cưới giả với mục đích lấy tiền quyên góp làm từ thiện. Thế nhưng, khi những clip về đám cưới bí mật được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thì nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu, không biết đây có phải là một đám cưới giả như lời Thanh Bạch chia sẻ, hay là một đám cưới thật. Nhiều người nghi ngại rằng đây có phải là một cuộc hôn nhân đậm mùi tiền khi khoảng cách tuổi tác sự giàu có của cả hai khá chênh lệch. Trong một game show truyền hình, Thanh Bạch từng hé lộ về mối quan hệ giữa mình với bà chủ của trung tâm Thúy Nga. Theo lời nam MC, Thúy Nga và Thanh Bạch không ai tán tỉnh ai, tự gặp nhau và cùng làm nên bản tình ca cho riêng mình. Theo lời nam MC, Thanh Bạch không hề muốn khoe mà trái lại, muốn giữ hạnh phúc riêng của mình càng kín càng tốt. Trước tin đồn kết hôn vì tiền, nam MC khéo léo đáp trả, những ai đi dự đám cưới sẽ có cái nhìn khác và họ sẽ tự cảm nhận được sự chân thành của chúng tôi dành cho nhau, chứ không phải là một sự tính toán. Chúng tôi sẵn sàng bỏ qua danh tiếng của mình để đi đến nơi chỉ có hai người. Về phía Thúy Nga, cô từng cho biết, thực ra Thanh Bạch Thúy Nga là cặp đôi vượt ngoài giới hạn thường tình vì chúng tôi gắn bó trên đường nghệ thuật, do vậy không như thường tình mà theo thời gian về lâu dài, chúng tôi càng gắn bó và thăng hoa. Khi nói về cơ duyên gặp gỡ, Thanh Bạch từng chia sẻ, anh gặp Thúy Nga lần đầu tiên tại nhà nữ diễn viên Thẩm Thúy Hằng, lần thứ hai tại một phòng trà, sau đó Thúy Nga nằm ngủ thấy chiêm bao mình yêu Thanh Bạch. Đúng một năm sau, Thúy Nga ly dị với chồng, đây là thời gian chúng tôi biết nhau nhiều hơn qua điện thoại. Nhưng ngày sinh nhật của tôi, nàng bí mật tổ chức rất hoành tráng. Đêm đó lần đầu tiên người ta thấy nàng hát, mà hát rất dữ dội. Khiến nhiều người ngạc nhiên, mãi sau này nàng mới bật mí, đó là tâm trạng của người đang yêu, MC Thanh Bạch cho biết. Thế nhưng vào năm 2017, trên mạng xã hội bỗng nhiên xuất hiện tin đồn cặp đôi đã ly hôn. Với lý do bà Thúy Nga phát hiện nam MC muốn thay thế vai trò của Nguyễn Ngọc Ngạn ở trung tâm ca nhạc hải ngoại. Lúc này trên báo, Thanh Bạch đã có lời chia sẻ khá sốc. Theo pháp luật Việt Nam, không kết hôn thì không thể ly hôn, bởi thực chất tôi và chị Thúy Nga có làm hôn thú đâu mà ly hôn. Từ đó đến nay, Thanh Bạch Thúy Nga vẫn giữ nguyên tắc kín tiếng về chuyện đời tư của mình. Trong một sự kiện tổ chức vào tháng 4, 2018, hình ảnh tay trong tay hạnh phúc của cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ. Được Trường Giang hộ tống đi sự kiện, Nhã Phương mặc váy hớ hên, tuột suýt lộ cả vùng 1. Lần đầu sánh đôi đi sự kiện sau nửa năm kết hôn, Nhã Phương Trường Giang gây chú ý khi ăn diện lộng lẫy như cô dâu chú rể. Sau nửa năm kết hôn, vợ chồng Trường Giang Nhã Phương hiếm khi công khai xuất hiện trước truyền thông. Mới đây, cặp đôi vàng của làng giải trí Việt vừa sánh vai đến dự sự kiện của một tập đoàn nổi tiếng. Ngay lập tức, những hình ảnh của ông bà mười khó được cư dân mạng truyền tay nhau. Lâu lắm mới có dịp lái siêu xe hộ tống bà xã xinh đẹp đi thảm đỏ. Trường Giang ăn diện bảnh bao, nam diễn viên lựa chọn một bộ vest đen kết hợp cùng sơ mi trắng lịch lãm. Trong một khoảnh khắc, Nhã Phương hở hên chút ít vòng 1, khiến người đối diện hồi hộp và lo lắng giùm. Dù được khen mặt đẹp như một quý ông, nhưng khi sánh bước bên cô vợ mỹ nhân, Trường Giang đành ngậm ngùi nhường lại spotlight cho người đẹp. Với chiếc đầm trắng trễ vai của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Nhã Phương xuất hiện lộng lẫy như nữ thần. Bà mẹ một con khoe khéo thêm ngực đầy đặn và nhan sắc rạng ngời dù mới vượt cạn chưa lâu. Thiết kế dạ hội duyên dáng với phần tà xòe rộng thước tha của bà xã Trường Giang giúp cô trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất tại sự kiện. Nhiều fan liên tưởng cặp đôi đang một lần nữa hóa thân thành cô dâu chú rể, vợ chồng nữ diễn viên hào hứng tạo dáng trên thảm đỏ. Mới đây, Nhã Phương vừa khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tổ chức bữa tiệc sinh nhật ngọt ngào cho Trường Giang. Công gạo nếp gạo tẻ lên tiếng trước tin đồn bỏ đóng phim qua Mỹ ăn bám vợ. Diễn viên gạo nếp gạo tẻ cho biết, tôi có dụ dẫm hay không thì bản thân tôi và những người thân trong gia đình sẽ biết. Nam diễn viên Hoàng Anh thẳng thắn chia sẻ trước những tin đồn anh giải nghệ diễn viên qua Mỹ để sống bám vợ. Ngày 20 tháng 4, nam diễn viên Hoàng Anh bất ngờ chia sẻ niềm xúc động trong giây phút quay quần bên vợ con ở Mỹ sau hơn một năm xa cách.
Đồng thời anh cũng cho biết quyết định tạm dừng con đường nghệ thuật mà mình cất công gây dựng bấy lâu nay ở Việt Nam vì đóng phim ngày càng khó khăn, cát xê thấp, không đủ lo cho bản thân và chăm lo được cho vợ con. Mới đây trước những tin đồn giải nghệ qua Mỹ sinh sống và ăn bám vợ, diễn viên gạo nếp gạo tẻ đã có những chia sẻ với truyền thông vô cùng thẳng thắn. Từ lúc mới cưới nhau, chúng tôi đã nhận quá nhiều ý kiến tiêu cực rồi, nhưng chúng tôi đã vượt qua và đang sống rất hạnh phúc. Tôi thấy bây giờ có nhiều người ủng hộ vợ chồng tôi đó chứ. Tôi có dựa dẫm hay không thì bản thân tôi và những người thân trong gia đình sẽ biết. Tôi không bàn thêm về vấn đề này, tôi sống cho chính mình mà, cảm thấy vui vẻ và yên bình là được. Khán giả đang vô cùng tiếc nuối khi diễn viên Hoàng Anh tạm giải nghệ sau hơn 13 năm đóng phim truyền hình. Được biết, sau khi ổn định cuộc sống tại Mỹ, nam diễn viên Hoàng Anh sẽ nhận các show kịch ở hải ngoại, học tiếng Anh, cũng như tham gia diễn xuất nếu như nhận được lời mời từ các nhà sản xuất tại đây. Em gái Hari Won lên truyền hình nhưng nhan sắc một trời một vực với chị gái mới là điều đáng nói. Lần hiếm hoi Hari Won cùng đưa cô em gái xinh xắn Yoo Rodia tham gia game show truyền hình. Cô nàng MC Hari Won vừa khiến khán giả thích thú khi rủ rê em gái út cùng tham gia chương trình truyền hình Siêu Bất Ngờ. Các khách mời của Siêu Bất Ngờ tuần này gồm Đoan Nguyễn, Anh Huy, Vũ Ngọc Anh, Tuấn Trần và Zuria Yu, em gái của Hari Won. Dù Rodia có vẻ ngoài khác xa cô chị gái, nếu Hari Won xinh đẹp với chiều cao ấn tượng và gương mặt ưa nhìn, thì Rodia có phần mụ bẩm hơn. Dẫu vậy, sự đáng yêu nhí nhảnh ở cô gái này là điều không thể bàn cãi được. Hari Won cũng thú nhận cô ghen tị với Rodia Yu vì trẻ hơn tuổi mình. Khi Trường Giang đặt câu hỏi rằng liệu có phải Hari Won đã nhờ vả chương trình cho Rodia cùng tham gia, nữ MC liền đính chính là do ban tổ chức mời chứ anh. Em gốc của Hari Won bất ngờ tham gia chương trình Siêu Bất Ngờ. Nhưng khi Tuấn Trần và Rodia vừa mới xuất hiện trong chương trình, Trường Giang tiếp tục nghi ngờ về tình đoàn kết trong gia đình Hari khi cô nàng phân bua về khả năng nói tiếng Việt của mình hơn hẳn em gái. Hari Won cho rằng Rodia mới học tiếng Việt được 3 năm nhưng lại được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam hơn 20 năm. Điều này hoàn toàn khác với chuyện Hari sống ở Việt Nam được hơn 10 năm. MC Trường Giang chứng kiến cảnh đó chỉ biết cười vì nữ đồng nghiệp đã độ 30 nhưng cách trò chuyện vẫn còn rất con nít. Mặc dù đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam khá lâu nhưng Hari vẫn chưa dám khẳng định bản thân tự tin nói tiếng Việt. Trong chương trình tuần này, Hari còn lo lắng cho em gái của mình, Rodia nhiều hơn vì nếu không rành tiếng Việt sẽ không hiểu được câu hỏi tại chương trình. Dù Trường Giang đã ra tay giải thích bằng tiếng Anh và cử chỉ nhưng cũng đành nhờ cô chị Hari dịch sang tiếng Hàn để Rodia hiểu. Ngoài ra, Trường Giang liên tục bất ngờ trước tình cảm chị em và độ đoàn kết của gia đình Hari Won tại chương trình. Hari không những thừa cơ ấp bột người nhà, dù đưa ra đáp án đúng, mà tình cảm chị em còn thêm sức mẻ khi nữ MC phát hiện em gái mang đôi giày mới tinh do chồng tặng tham gia game show và để bị dính đầy bột. Ngay sau đó, MC Trường Giang bất ngờ té xỉu khi Hari giới thiệu về sự góp mặt của anh Huy. Anh Huy cũng thẳng thắn chia sẻ rằng anh nhận được lời mời tham gia chương trình để tiếp tục làm mệt bộ đôi MC Trường Giang và Hari Won. Bên cạnh đó, Trường Giang còn phàn nàn vì chương trình sắp xếp không cân xứng, vì để Đoan Nguyễn sánh đôi cùng Vũ Ngọc Anh. Nam MC cho rằng Đoan Nguyễn là phải đi với anh, khiến Đoan Nguyễn vui mừng chạy đến bên cạnh Trường Giang. Em gái nhà Phương vô tư khoe con gái siêu dễ thương, bé có cái tên cực độc. Không những sở hữu vẻ ngoài bụ bẩm dễ thương, con gái Jimmy Phương Anh còn có một cái tên cực độc. Gần cuối năm 2018, cả hai chị em nhà Phương và Jimmy Phương Anh đều vui mừng thông báo tới bạn bè thông tin lên xa hoa về nhà chồng. Nếu cuối tháng 1 2019, nhà Phương mới sinh con gái đầu lòng, thì ngay từ đầu tháng, Jimmy Phương Anh đã chào đón con gái đáng yêu. Từ đó đến nay, con gái Jimmy Phương Anh đã được hơn 3 tháng tuổi. Khác với người chị gái, em gái nhà Phương thoải mái chia sẻ hình ảnh và dành những lời yêu thương cho con gái của mình. Tiểu công chúa nhà Phương Anh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Bé có vẻ ngoài bụ bặm trắng trẻo vô cùng dễ thương. Cũng theo chia sẻ từ phía Jimmy Phương Anh thì cô bé có cái tên dễ thương là Bố Gia. Những hình ảnh này được Jimmy Phương Anh chia sẻ công khai trên trang cá nhân. Tiểu công chúa nhà em gái nhà Phương được nhận xét rất bụ bặm dễ thương. Cô bé sở hữu nhiều nét giống mẹ, nước da trắng ngần. Vợ chồng Jimmy Phương Anh rất cưng chiều cô con gái đầu lòng. Cô bé được gọi với cái tên thân mật là Bối Gia. Các ngón tay của Bối Gia rất xinh xắn. Chồng Jimmy Phương Anh rất chăm chỉ chơi với con. Khoe bụng bầu cũng bị dằn hắt,
Lê Phương gay gắt, bạn không có quyền nhắc nhở ai trừ con mình. Bạn không có quyền gì để nhắc nhở ai cả ngoại trừ con bạn. Chỉ cần bạn thấy mình đang vô duyên là tốt rồi. Lê Phương gay gắt phản đòn, tài khoản mạng công kích. Cách đây ít giờ, Lê Phương khoe tấm ảnh bầu bì trên trang cá nhân. Trong ảnh, nữ diễn viên diện trang phục màu trắng nhã nhặn khoe bụng bầu 20 tuần tuổi. Khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời của Lê Phương nhận được nhiều lời khen ngợi và chúc phúc từ bạn bè khán giả. Bên cạnh đó, nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ nhan sắc xinh đẹp, ngày một mặn mà của bà xã Phạm Trung Kiên. Lê Phương ghi lại khoảnh khắc mang thai 20 tuần tuổi. Mẹ bầu đẹp nhất 2019 là đây. Mẹ bầu dễ thương và đáng yêu lắm luôn. Đẹp lắm chị ơi, ngắm chị quên luôn cái nóng. Chúc mẹ Phương và em bé luôn mạnh khỏe là những lời hay ý đẹp từ mọi người khi ngắm nhìn hình ảnh Lê Phương. Thế nhưng, giữa những lời khen ngợi chúc phúc, một số cư dân mạng để lại bình luận thiếu tế nhị dưới bức ảnh của nữ diễn viên. Trong đó, một tài khoản mạng thẳng thừng đã kích bà bầu họ Lê, không còn gì để khoe sao. Thấy vậy, Lê Phương cũng không ngại đáp trả, không còn gì để nói sao. Tài khoản mạng vô duyên vô cớ đã kích hình ảnh bụng bầu của Lê Phương. Mặc dù đã bị Lê Phương cảnh cáo, nhưng tài khoản này vẫn phản hồi gay gắt. Tôi rất ngưỡng mộ chị Lê Phương, nhưng dạo này tôi thấy chị sao ấy, tự làm giảm giá trị sẵn có của mình. Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị. Nữ diễn viên gào nếp gào tẻ mạnh mẽ tiếp lời. Bạn không có quyền gì để nhắc nhở ai cả ngoại trừ con bạn. Chỉ cần bạn thấy mình đang vô duyên là tốt rồi. Lê Phương đáp trả gay gắt khi tài khoản mạng công kích. Phản ứng của cô nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Sau cuộc hôn nhân gian dở với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương nên duyên vợ chồng với ca sĩ Phạm Trung Kiên vào tháng 8, 2017. Bé Cà Pháo, con trai riêng của Lê Phương và chồng cũ cũng theo nữ diễn viên về mái ấm mới. Tới cuối tháng 1, 2019, Lê Phương chính thức thông báo có tin vui với ông xã kém 7 tuổi. Cặp đôi tiết lộ giới tính của thai nhi là bé gái và đặt trước tên ở nhà là Bông. Sau 2 năm kết hôn, Lê Phương mang thai con đầu lòng với ca sĩ Phạm Trung Kiên.